Rồi, hello chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay Linh Bá có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày hôm nay có một cái tiêu đề như thế này các bạn này. Dòng tiền đầu tư bất động sản năm 2021 là sẽ đổ vào đâu? Bất động sản năm 2020 vừa trải qua một năm đầy sóng gió các bạn ạ. Những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã làm cho kinh tế bị thiệt hại rất là nặng nề. Một phần nào đó nó đã làm cho cái thị trường bất động sản thêm trầm lắng. Đó là nhìn về cái xu hướng chung thôi các bạn ạ. Còn ở rất là nhiều phân khúc, rất là nhiều địa phương, cái thị trường nó vẫn có những bước sôi động mà trước đây mình đã có một số cái bài mình phân tích rồi đó. Thì ngày hôm nay mình chỉ nói rằng năm 2021 thì dòng tiền đầu tư bất động sản sẽ chảy vào phân khúc nào và một cái loại hình nào. Đây là một cái xu hướng để mình phán đoán, để mình chọn cái phân khúc đầu tư cho nó đúng, để đem lại cái lợi nhuận tối đa cho các bạn ạ. À, bà Trần Thị Thu Hiền, giám đốc đầu tư và phân phối DTG, một nguyên tắc trong đầu tư bất động sản đó là nơi đâu có cơ hội tốt thì ở đó có dòng tiền. Thời gian vừa qua nền kinh tế gặp nhiều khó khăn thách thức do tác động của đại dịch Covid-19, tuy nhiên nhờ khả năng kiểm soát bệnh dịch tốt, Việt Nam đã tạo được tâm lý ổn định cho các nhà đầu tư. Một yếu tố quan trọng trong hoạt động đầu tư đó là các nhà đầu tư đã chọn Việt Nam là một điểm đến của các dòng tiền. Năm vừa rồi tuy dịch nhưng mà cái dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam cũng rất tốt các bạn. Nó không thua gì các năm trước đâu các bạn. Nhưng mà cái tốc độ giải ngân thì nó hơi chậm hơn xíu. Tại vì chúng ta dính được hai cái đợt dịch. Nó làm cho cái khoảng cách, cái thời gian giãn cách xã hội nó kéo cũng khá là dài. Vì vậy mà có tốc độ giải ngân các nguồn vốn nó có phần chậm lại cũng khá là nhiều các bạn. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các sản phẩm đầu tư với một cái mức giá vừa phải sẽ có một tính thanh khoản tốt. Những cái hoạt động đầu tư căn hộ cao cấp sẽ khó khăn hơn, trừ khi sản phẩm có một sự đột phá mới. Bất động sản ngôi nhà thứ hai, nghỉ dưỡng, các sản phẩm đầu tư có giá trị lớn thì quyết định của nhà đầu tư sẽ chậm lại. Cái này mình nghĩ cũng hoàn toàn đúng đó các bạn. Các căn hộ cao cấp này, các cái căn hộ nghỉ dưỡng hoặc các căn nhà thứ hai á, thì những cái hình thức này phần đa là số tiền cũng tương đối lớn, đặc biệt là những căn hộ cao cấp. Trong cái tình hoàn cảnh hiện nay á, thì rõ ràng các nhà đầu tư luôn luôn ưu tiên đầu tư những sản phẩm mà nó vừa tiền thôi, nó dễ thanh khoản hơn. Còn những sản phẩm nghỉ dưỡng nó quá nhiều tiền, có khi mười mấy tỷ, thì rõ ràng có bao nhiêu người có mười mấy tỷ để đầu tư là rất khó các bạn. Đặc biệt có việc mà dịch Covid hiện bây giờ nó chưa được khống chế ở các nước châu Âu, vì vậy mà những cái hoạt động giao thương của Việt Nam và các nước ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, nó chưa trở lại bình thường. Những cái đối tượng đó là những người sử dụng chính những cái sản phẩm này các bạn, nhưng mà họ không đến thì rõ ràng những sản phẩm này nó không có cơ hội để các bạn đầu tư các bạn ơi, thậm chí cực kỳ khó khăn các bạn. Nói về tiềm năng đầu tư bất động sản trong thời gian đến, ông Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thì cho rằng hiện nay thị trường bất động sản lượng mua không có nhiều, đây chính là thời cơ các nhà đầu tư người mua mua được đúng giá trị căn hộ. Nói bạn mua cũng cán ràng cũng không là dễ đâu các bạn. Thời gian vừa qua mình chia sẻ bạn đó, nhiều nơi giá căn hộ đâu hạ đó, thậm chí thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là tăng từ 5 đến 10%, Bình Dương thì tăng 30 đến 40%, có nơi tăng 50%. Như vậy là giá nó đâu có hạ đó, chưa hạ thì chưa thể nói rằng đó là giá trị thực. Vì sao mà giá nó không hạ các bạn? Tại vì nguồn cung ra ít quá, mà trong khi cái nhu cầu của chúng ta là rất là lớn. Những căn hộ bình dân mình nói bạn, mình tầm cỡ 1,5 tỷ đến 2 tỷ là dường như là sản phẩm ra là các nhà đầu tư mua hết các bạn. Nhiều người mà chưa có nhiều tiền, người ta mong cho cái giá căn hộ nó giảm xuống, dường như cái sự chờ đợi của họ là mỏi mòn đó các bạn. Bắt buộc là họ phải vay thôi, mà thời điểm vay hiện bây giờ là rất là khó trả tiền, cho nên là họ tiếp tục người ta rơi vào một cái tình thế và nó là cũng rất là khó khăn các bạn ạ. À, tiến thoái lưỡng nan các bạn.
Nhận định về phân khúc tiềm năng của thị trường bất động sản năm 2021, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho rằng đất nền sẽ vẫn là phân khúc hấp dẫn nhất trong giai đoạn đấy. Đặc biệt là đất nền nghỉ dưỡng ở các đô thị mới. Khi đại dịch được kiểm soát trên phạm vi toàn cầu, du lịch và hàng không sẽ là những lĩnh vực được kích cầu mạnh mẽ. Do đó, những điểm sáng của thị trường tương lai có thể kể đến như Phan Thiết, Ninh Thuận, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột. Ngoài đất này nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp cũng sẽ vươn mình mạnh mẽ trong những năm đấy. Sau chiến tranh Mỹ-Trung, Covid-19 sẽ thúc đẩy làn sóng dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhanh hơn. Việt Nam tiếp tục là điểm đến của dòng tiền do những lợi thế về vị trí, quỹ đất, chính sách và nguồn nhân công. Sự phục hồi và mở rộng hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp trong nước khi đại dịch được kiểm soát cũng là một trong những nguồn cầu chính để bất động sản công nghiệp phát triển. Thời gian vừa qua như các bạn biết là bất động sản công nghiệp đã phát triển rất là thần tốc các bạn. Các bạn mà tham gia thị trường chứng khoán là các bạn để ý là các cổ phiếu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp là tăng giá rất là cao các bạn. Có công ty mình thấy là tăng đến 150%. Còn có anh mà thấp thấp nhất là anh tăng cũng gấp đôi hoặc là thấp nhất là 50%. Một con số phải nói là cực kỳ khổng lồ các bạn. Tại vì sao các bạn biết không? Các khu công nghiệp của mình hiện bây giờ là cơ bản nó đã không còn quỹ đất nhiều. Mà các cái nhà đầu tư người ta về đó thì bắt buộc cái giá nó tăng lên. Giá nó tăng lên, giờ là giá cho thuê các bạn, giá cho thuê tăng lên thì rõ ràng cái giá trị cổ phiếu cũng cao lên, cái lợi nhuận nó tốt hơn. Đấy, mình nói bạn Nam vừa rồi là bất động sản công nghiệp như một số tỉnh thành ở phía Bắc phát triển rất là mạnh. Anh em người ta chia sẻ ở Bắc Giang, Bắc Ninh là có những nơi là giá rất là cao các bạn. Có những nơi trước đây chỉ có 5 triệu một mét vuông mà bây giờ nó tăng lên là 30-40 là chuyện đã thành hiện thực rồi các bạn. Không còn cái gì gọi là dự báo hết các bạn ạ. Những dự báo đã trở thành hiện thực. Xét về lâu dài, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn là một phân khúc tiềm năng với ba nguyên nhân chính. Thứ nhất là các bộ chính quyền địa phương đang thay đổi điều tiết để cung cầu hợp lý hơn. Hai là ngành du lịch Việt Nam đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào 9,2% GDP. Thứ ba nữa là xu hướng second home, có nghĩa là căn nhà thứ hai đó ngày càng trở nên phổ biến. Nông na là như vậy. Thì một cái bài này mình đọc, mình thấy nó chia sẻ ở mức độ chừng mực thôi các bạn, chứ cũng chưa rõ ràng lắm. Bây giờ mình chia sẻ thêm như thế này các bạn này. Đầu tư bất động sản là một câu chuyện rất là dài, đòi hỏi các bạn phải đầu tư nghiên cứu rất là nhiều, đặc biệt là chúng ta phải đi nhiều và thật nhiều. Nếu có một cái đội nhóm thì càng tốt các bạn. Còn các bạn là nhà đầu tư cá nhân thì bắt buộc là các bạn phải trang bị kiến thức và đọc báo, đọc sách rất là nhiều và có kiến thức tổng hợp. Đặc biệt là các bạn đã từng trải thì là càng tốt nè. Đầu tư bất động sản là phải từng trải các bạn. Phải đi, phải thực hiện những giao dịch. Có khi lẫn sống chết cũng vài ba lần như vậy. Có khi lên bờ xuống rụng, có khi sai lầm, có khi ngã nghiêng, ngã ngửa. Nhưng mà có những cái chết như vậy thì chúng ta mới trở thành một người dài dạn kinh nghiệm mà mới đi chiến trường được các bạn. Tại vì bất động sản là số tiền lớn lắm. Cho nên là chúng ta phải học cái tính cẩn thận. Sai sót một tí là có khi mất vài chục triệu là chuyện bình thường. Vất vài trăm cũng là chuyện bình thường các bạn. Mà vất mất vài tỷ cũng là có chuyện rất nhiều người xảy ra. Nhiều người bây giờ là mua những cái bất động sản mà bây giờ không ra sổ được là xem như là bật tỷ để trông vó ở đó rồi. Không biết bao giờ lấy lại. Mà nói các bạn mà cỡ đầu tư những ông chủ mà lơ tơ mơ thả vô đó, ổng dài lô dài miếng là coi như cũng chết. Chứ đâu phải đơn giản đâu các bạn. Hả, mình chia sẻ như thế nào các bạn nè. Nói về cái dòng tiền á, thì mình có một cái ý như thế này. Năm vừa rồi á là một năm có rất nhiều biến động với cái thị trường chứng khoán. Sau cái đợt mà sụt giảm sau á là thị trường chứng khoán liên tục tăng điểm các bạn ạ. Cho đến ngày hôm nay là nó gần đạt cái đỉnh là 1.200 rồi các bạn. Có nghĩa là tăng gần như gấp đôi rồi các bạn ạ. Điều đó có nghĩa là dòng tiền hiện bây giờ đang đổ vào thị trường chứng khoán rất là mạnh mẽ các bạn. Và người ta dự đoán rằng sau khi dòng tiền ở
thị trường chứng khoán rút đi á, thì dòng tiền nó chảy về đâu? Thì người ta dự đoán rằng có khả năng chảy vào thị trường bất động sản. Đó là câu chuyện mà rất là nhiều người bàn các bạn ạ. Còn nó chảy nhiều chảy ít như thế nào á thì cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố các bạn. Tại vì bất động sản nó có tính chu kỳ quá. Thứ hai là nó phụ thuộc vào cái thu nhập của người dân nữa. Anh có muốn gì thì muốn, cuối cùng là anh vẫn bán lại cho người tiêu dùng cuối cùng. Còn các nhà đầu tư thì lòng vòng giỏi lắm thì cũng lên sốt cỡ mấy ngày thì cũng đứng đứng hình thôi, tại vì ông cuối cùng cũng có nớ tiền cũng mua, ông đứng bánh thôi chứ ông bán lại cho ai đâu. Cho nên cuối cùng là cái người tiêu dùng là quyết định cái việc mà thanh khoản của thị trường như thế nào, còn là cái mức độ ấm nó như thế nào á thì có thời gian mới trả lời, chứ cũng không ai tài giỏi hết đâu các bạn ạ. Bây giờ mình nói cái chuyện á, nếu như dòng tiền mà đổ về bất động sản thì đổ vào đâu, vào phân khúc nào, vào địa phương nào, có chuyện nào mình dự báo chỗ này các bạn ạ. Giống như đi xe thì ít ra thì mình biết là mình nên đi về đâu, đi về hướng nào, chứ mình dắt xe ra mình không biết đi đông tây đông bắc thì cũng rất là khó các bạn. Thì đầu tư thì mình cũng hòm hòm là đầu tư tỉnh nào, đầu tư phân khúc nào, ý là như vậy. Nói về địa phương thì mình nghĩ rằng Sài Gòn, Hà Nội vẫn là hai cái thành phố đi đầu của cả nước. Hai cái anh này thì mình nói rất là nhiều lần rồi. Một anh đó là thủ đô, một anh đó là sức mạnh về kinh tế. Sài Gòn là hiện bây giờ là chiếm đến 27% GDP của cả nước các bạn ạ. À. Mặc dù diện tích đó là chiếm chỉ 0,6% thôi các bạn. Diện tích ở Sài Gòn không lớn. Người ngợm thì đâu đâu chiếm cỡ cũng vài phần trăm thôi, chỉ có mười mười mấy triệu dân nhưng mà tạo ra cái GDP là đến 27% là một số tiền rất lớn các bạn. Tổng thu ngân sách cũng xếp lộ là 25%, cũng số tiền rất lớn. Như vậy Sài Gòn là phải nói là cái sức mạnh về kinh tế và dân cư đông đúc ở đó, thì bất động sản ở đó luôn luôn có tính thanh khoản, mặc dầu giá chưa bao giờ giảm các bạn. Lịch sử chưa bao giờ thấy Sài Gòn giảm giá, trừ khi cái vụ mà bể vào năm 2009 là 10 thì cái nó tình trạng chung rồi. Mình không có nói gì đó, còn phần đa là chưa bao giờ có tình trạng mà giảm giá. Đợt vừa rồi giờ giá Sài Gòn với Hà Nội cũng đâu có giảm đâu. Các bạn tính đi. Trừ những cái ông nào ông tạo xấu nó thì mình không có tính, nhưng mình nhìn trên tổng mặt bằng chung là hai thành phố này vẫn là đào tạo về cái thị trường bất động sản Việt Nam của chúng ta. Đặc biệt Sài Gòn năm mới này có một cái rất đặc biệt nữa là thành phố Thủ Đức, trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh này mình nghĩ rằng đất ở đây tiếp tục sẽ lên những cái cơn sốt nữa, khi mà thành phố tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, những ông lớn kéo về đây làm là đất ở Thủ Đức tiếp tục tăng chứ chưa dừng lại đâu các bạn. Đợt vừa rồi ông tăng mấy nhịp đó là cái chuyện bình thường các bạn, mới nghe thông tin đã tăng đợt rồi, chính thức có nghị quyết của Quốc hội là tiếp tục tăng đợt nữa và sắp tới tiếp tục tăng các bạn, không dừng lại đó các bạn. Ăn dù kinh tế có khó khăn gì đã chăng nữa nhưng mà giá bất động sản ở khu vực này sẽ không có giảm đâu. Sài Gòn, Hà Nội thì mình nghĩ rằng đầu tư phân khúc đất nền và chung cư căn hộ đó là những cái sản phẩm rất là chủ lực của hai cái thành phố này. Và một cái tỉnh thành mình nghĩ cũng rất là phát triển đó là Bắc Giang, Bắc Ninh hay là Phú Thọ, đó là những cái dòng sản phẩm công nghiệp các bạn ạ. À. Bắc Giang là thủ phủ công nghiệp rồi, Thái Nguyên này ví dụ như vậy. Bắc Giang với Bắc Ninh nghe anh em chia sẻ trên mạng thì có những cái nơi là giá rất là cao rồi các bạn. Trước đây thì tầm tầm cả mấy triệu thôi nhưng bây giờ cái nơi tăng đã 30, 40, thậm chí cái nơi tăng 40, 50 thì rõ ràng cái số tiền đó các bạn không thể đầu tư được nữa. Các bạn phải đi tìm những cái nơi khác thôi. Những cái khu công nghiệp nào mà đã lên quy hoạch, sắp triển khai dự án thì chúng ta đầu tư ở khu vực đó thì mới có cơ hội chiến thắng. Còn những cái khu nào giá đã lên cao rồi thì các bạn không nên đầu tư để làm gì. Tại vì 30 đến 40 triệu một mét vuông, các bạn đầu tư gì ở đó có thể thu hồi là vốn là một câu chuyện rất chi là xa vời các bạn. Rất khó các bạn ạ. À. Đó là chưa nói khu công nghiệp nó là phải không bị ô nhiễm môi trường các bạn. Còn khu công nghiệp đó mà có xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, mình nói các bạn giá đất nó có khả năng là nó bị ngợp nữa các bạn. Nó sẽ bị hạ, bị đa xuống nữa.
Nếu như xảy ra có việc mà ô nhiễm môi trường, dân mà chỉ cần nó phản ánh hoặc là về thanh tra là nói các bạn là giá đất nó sẽ tụt liền các bạn. Cho nên đầu tư ở khu công nghiệp thì các bạn phải chọn những cái nơi nào giá nó chưa bị sôi lên. Khi nó sôi lên các bạn hết sức cẩn thận. Một cái thị trường mà mình nghĩ sắp tới nó có khả năng phát triển rất là tốt đó là Phan Thiết các bạn ạ. Vì sao là Phan Thiết các bạn? Năm vừa rồi thì chính phủ đã quyết định khởi công đường cao tốc vào dây Phan Thiết. Khi mà các trục nền thành rồi thì từ thành phố Hồ Chí Minh về Phan Thiết á, là chỉ còn 2 tiếng đồng hồ thôi các bạn. Biển ở Phan Thiết rất đẹp, đẹp hơn rất là nhiều so với biển Vũng Tàu. Đó là một câu chuyện. Mình nghĩ rằng vài năm tới là bất động sản Phan Thiết, những cái vùng mà ven biển là đất có khả năng là lên rất cao các bạn. Hiện bây giờ đã lên cao rồi, nhưng mà những con đường này nó hình thành là giá nó tiếp tục nó tăng lên một vài mái nhịp nữa các bạn. Đặc biệt là đợt vừa rồi là thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận các bạn này, người ta đã bỏ ra 1.600 tỷ để đầu tư hai con đường ven biển, đó là con đường bãi 19 và con đường bãi 19B. Đó là hai con đường chủ lực các bạn. Và tiếp tục người ta đầu tư những con đường chính, những con đường từ nối từ quốc lộ 1A hoặc là nối từ đường cao tốc chạy về cái bãi biển ở dưới này là nối với con đường bãi 119 á. Những cái trục đó mình sau này nói các bạn là cũng đã ra tiền rất nhiều đó. Tương lai Phan Thiết mình nghĩ rằng một trong những cái thành phố phát triển du lịch, nó thay thế cho một số cái tỉnh ở phía Nam đó các bạn ạ. Khi Phan Thiết phát triển rồi là mình nghĩ rằng Vũng Tàu sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều các bạn. Và một câu chuyện Phan Thiết nữa là sân bay Phan Thiết các bạn. Sân bay là cũng đã lên quy hoạch trên rồi. Đường xá bây giờ người ta cũng đổ đất đã làm rồi. Trong vòng vài năm nữa cái sân bay nó hình thành ấy, thì khách du lịch thay vì người ta đi đường bộ thì người ta đi bằng đường máy bay sẽ rất là thuận tiện. Lúc đó không bay về thành phố Hồ Chí Minh nữa các bạn ạ, mà bay thẳng tới máy bay Phan Thiết. Như vậy là nguồn khách du lịch sẽ đến càng nhiều và nó rút đi một cái hành trình rất chi là thuận lợi. Và khách du lịch sẽ về đây rất là đa dạng và rất là nhiều các bạn ạ. Mình nghĩ rằng trong vài năm tới bất động sản Phan Thiết sẽ có những đột phá rất là mạnh mẽ. Một cái thành phố mà theo mình cũng cực kỳ quan trọng đó là thành phố Phú Quốc các bạn. Đợt vừa rồi đã có nghị quyết lên thành phố rồi. Trước đó là giá giảm rất là sâu. Sau những cái nhịp như vậy thì đợt vừa rồi là giá đã bắt đầu đã có sự khôi phục dần dần rồi các bạn. Tuy thanh khoản không cao các bạn ạ, mua bán không có nhộn nhịp nhưng mà giá đã có sự khôi phục trở lại rồi. Trong vài năm tới khi mà chuyển lên cái mô hình thành phố rồi á, là cái cách điều hành sẽ khác đi rất là nhiều, cơ chế sẽ rất khác. Những ông chủ đầu tư đổ tiền về đây càng nhiều nữa thì cái thành phố Phú Quốc này á, thực sự lúc đó nó vươn mình trở dậy. Mình nghĩ rằng trong vòng 5 năm nữa thì thành phố Phú Quốc là thực sự là các bạn muốn rờ vào là nó là bám tay, không hề đơn giản đâu các bạn. Thành phố Phú Quốc là giống như một viên ngọc quý của Việt Nam chúng ta các bạn. Thời tiết rất là hiền hòa, có sân bay quốc tế, rồi biển là cực kỳ trong xanh mát mẻ. Một cái điều kiện như vậy là quá chi tuyệt vời. Nếu chúng ta mà làm tốt mà nói bạn, đảo Phú Quốc nó có khả năng là cạnh tranh tất cả những cái địa điểm mà nổi tiếng ở Đông Nam Á. Lúc đó Bali là mình đừng kể vô các bạn, hoặc là Thái Lan mình cũng chưa nói vào đâu. Nếu như chúng ta có được những sản phẩm tốt, cách điều hành tốt là du lịch ở Phú Quốc sẽ đi những bước rất là mạnh mẽ các bạn. Và một cái tỉnh thay mình nữa là Thanh Hóa. Thanh Hóa thì mình đánh giá rất là cao các bạn. Đợt vừa rồi mình đã đi khảo sát, mình thấy đúng là Thanh Hóa còn những điều và nó là cực kỳ tiềm năng các bạn. Đối với Thanh Hóa là nó có một vài cái ý mình chia sẻ như thế nào các bạn này. Thứ nhất là đường cao tốc đã hoàn thành rồi thì rút ngắn các khoảng cách và cái thời gian đi rất là nhiều. Hiện bây giờ các bạn đi về Thanh Hóa từ Hà Nội là mất 4 tiếng đồng hồ các bạn. Nhưng mà khi con đường này hình thành rồi là rút ngắn khoảng cách và rút ngắn cái thời gian chỉ còn 2 tiếng đồng hồ thôi. Như vậy là người Hà Nội cuối tuần á, người ta về người ta chơi, người ta nghỉ dưỡng ở đó là hoàn toàn có khả năng sẽ ra các bạn. Nó giống như Sài Gòn về Phan Thiết như vậy đấy. Đường cao tốc rất là thuận tiện về giao thông. Cái thứ hai nữa là
Có một con đường mà duyên hải các bạn này. Con đường này nó bắt đầu từ ở Quảng Ninh á, nó về Thanh Hóa và cái điểm cuối của nó là Nghi Sơn á. Con đường này dài khoảng là 500 km. Con đường này nó chạy qua 6 tỉnh ven biển, trong đó có tỉnh Thanh Hóa các bạn. Con đường này hình thành thì các bạn đi đường ven biển rất là thuận tiện. Ví dụ như ngày xưa mà từ Quảng Ninh là các bạn phải đi về Thanh Hóa, các bạn đi lằng vằng, nhưng bây giờ có con đường ven biển là rút ngắn hành trình đi rất là nhiều các bạn. Đó là một con đường chiến lược các bạn ạ. Ý thứ ba mình chia sẻ các bạn nữa là những ông lớn là các năm trước đã về đây đóng đô trang rồi, đóng nạp trang rồi, Vingroup, Sing Group, FLC đều có dự án ở ở Thanh Hóa hết rồi các bạn. Đợt vừa đầu tháng 10 là nhân cái ngày mà chào mừng cái ngày đại hội đảng của tỉnh Thanh Hóa là tập đoàn Sing Group đã khởi công thi công cái quảng trường chính ở bãi biển Sầm Sơn, phía bắc Sầm Sơn đó các bạn. Sau này mà nói bạn khu vực nó là cực kỳ sầm uất, khu vực nó mà nói bạn là nó lên cỡ vài trăm trăm triệu một mét vuông là chuyện bình thường các bạn, không có vấn đề gì có suy nghĩ ra. Xu hướng nó là như vậy các bạn, dễ gì có một cái quảng trường biển như vậy các bạn, rất khó các bạn, không có dễ coi như thế nào các bạn. Hiện bây giờ là quảng trường biển Đà Nẵng là nó nằm ở đường Phạm Văn Đồng các bạn. Các bạn tính cái giá đất Phạm Văn Đồng ngày xưa là chỉ có mấy tỷ thôi, mà bây giờ là đã lên mấy chục tỷ. Đó là một con số rất khổng lồ các bạn, tăng phải mấy chục lần chứ đừng nói vài lần nữa. Và một cái ý ở Thanh Hóa này mình chia sẻ với bạn đó là sân bay Thọ Xuân. Các nơi thay vì đi đường bộ thì đi đường hàng không cũng rất là thuận tiện. Hiện bây giờ mình đến Thanh Hóa là bắt buộc là mình phải bay ra Hà Nội. Từ Hà Nội chúng ta là bắt xe về Thanh Hóa là mất thêm mấy tiếng hồ nữa. Nếu như có sân bay thì mình chỉ đi trực tiếp đến sân bay Thọ Xuân. Và từ sân bay Thọ Xuân mà về những bãi biển Sầm Sơn hay đi những nơi khác thì mất thêm vài tiếng hồ nữa, như vậy là nó rất là thuận lợi các bạn ạ. Sân bay là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để phát triển bất động sản du lịch các bạn. Một yếu tố Thanh Hóa mà các bạn phải xem một cái nữa các bạn này. Đó là hiện bây giờ thành Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có hai thành phố đó các bạn ạ. Thành phố Thanh Hóa cũ này, thứ hai là thành phố Sầm Sơn. Và trong tương lai là có khả năng là có hai thành phố nữa là thành phố Nghi Sơn và thành phố Bỉm Sơn. Một tỉnh mà có bốn thành phố là cũng cực kỳ hiếm các bạn. Thì các bạn biết một điều là khi lên thành phố là cơ chế chính sách thay đổi rất là nhiều. Những cái thành phố này người ta phát triển rất là mạnh. Những thành phố này phát triển mạnh thì rõ ràng tỉnh Thanh Hóa sẽ có sức lan tỏa rất là mạnh, và nó sẽ thành một cái lực hút rất là lớn để đưa những cái dòng vốn đầu tư, những nguồn lực về đây, rồi thậm chí là cái lao động cũng về đây cũng rất là nhiều. Đợt rồi mình đọc báo là có một cái bài báo nữa là tập đoàn Foxconn của Đài Loan các bạn ạ, người ta đã đến gặp trực tiếp lãnh đạo thành phố Thanh Hóa, và tỉnh Thanh Hóa là có hứa là sẵn sàng tạo mọi điều kiện nếu như các tập đoàn này người ta chọn tỉnh Thanh Hóa để xây dựng cái nhà máy lắp ráp những thiết bị của những người ta cung cấp đi toàn thế giới, với một cái vốn đầu tư là 1,3 tỷ đô các bạn, một con số rất lớn các bạn ạ. Hiện bây giờ là mới bước đầu các bạn, mà nếu thực sự người ta về đây mà nói các bạn là Thanh Hóa sẽ thực sự bùng nổ các bạn. Và một yếu tố mà nói với bạn cực kỳ quan trọng nữa là mà các bạn phải hết sức lưu ý. Hiện bây giờ là trong bốn cái gọi là tứ trụ của Việt Nam mình á, là có đồng chí là Phạm Minh Chính, mà có khả năng đồng chí Phạm Minh Chính mà làm thủ tướng đều nói các bạn là coi như là các bạn yên tâm luôn, cứ có tiền đầu tư Thanh Hóa là chắc luôn. Lúc đó các bạn ở Thanh Hóa đừng đi đâu xa gì, cũng mày cứ đầu tư ở tỉnh mình đây, cái nơi nào nó thuận lợi nhất là các bạn đầu tư thôi, đừng có đi đâu xa. Rồi những cái người mà lao động ở Thanh Hóa rồi cũng đừng có chạy vô Sài Gòn, Hà Nội làm gì cho nó mệt, làm tại quê hương của mình là xem như là đã thắng rồi. Mình nghĩ các tỉnh mà phía Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa là một trong những tỉnh phát triển nhất trong thời gian sắp đến các bạn. Thì những nơi nào phát triển thì chúng ta đầu tư thôi, đó là một nguyên tắc bất di bất dịch các bạn. Còn Đà Nẵng thì ra Đà Nẵng có làm ăn có cơm cháo gì không? Mình nghĩ rằng thành phố Đà Nẵng mà chờ cho nó phát triển bùng nổ như những năm trước kia mình nghĩ cũng cũng khó lắm các bạn. Nên mình nói công bằng thôi chứ mình cũng chẳng có bênh vực hay cũng chẳng chê ba chi.
Tất nhiên đầu tư cũng có lời đó, nhưng mà bùng nổ như những năm trước theo mình là khó. Tại vì sao các bạn biết không? Hồi trước Đà Nẵng là nó giống như một viên ngọc đấy, nó giống như một nơi hội tụ của tất cả những cái dòng vốn Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng. Những cái vòng vốn kia người ta đổ về thành phố Đà Nẵng, tại vì thành phố Đà Nẵng hồi đó là một thành phố sơ khai, nhờ phát triển một cách mạnh mẽ về hạ tầng. Đặc biệt Đà Nẵng có sân bay quốc tế nữa. Đà Nẵng có một cái không khí cũng tương đối là dễ chịu, có con người hiền hòa, có những dòng sông thơ mộng. Hạ tầng phát triển thì rất là hoàn chỉnh, bài bản. Những cái năm đó là bất động sản nó thực sự lên ngôi rồi các bạn. Bây giờ nó lên ngôi rồi thì các bạn phải chờ, mà chờ thì sang một thời gian để mọi thứ nó ổn định đâu mà đáy rồi. Tiếp tục có những cái dòng vốn mới, những cái dự án mới, những cái yếu tố mới thì lúc đó bất động sản sẽ tạo ra một bước ngoặt mới. Còn hiện bây giờ thực sự mà nói đầu tư ở Đà Nẵng là đầu tư chắc thắng thôi các bạn. Thua là mình nghĩ không thua, bây giờ giá nó giảm cũng khá là sao rồi, các bạn mua là không có thua. Nhưng mà để tạo ra một bước ngoặt tài sản mà nhân 2 nhân 3 thì mình nghĩ rất là khó các bạn. Nhân 2 nhân 3 thì mình nghĩ là các bạn đi những địa phương khác thì nó hợp lý hơn. Còn Đà Nẵng là đầu tư chắc thắng, tại vì cơ bản Đà Nẵng hạ tầng nó đã rất hoàn thiện, pháp lý rất rõ ràng các bạn. Đầu tư ở Đà Nẵng là các bạn không có cái chuyện mà sổ hồng sổ đỏ lơ mơ làm có đâu. Đợt vừa rồi những ông mà mới ngáp lên phát lại bị chụp, bị bác đào hết trơn, nên không để tình trạng như mấy tỉnh ở phía Nam mà nó giải dự án, nó bán rồng bán rắn, nó qua mặt cơ quan chính quyền. Mình nói bằng Đà Nẵng dường như không có. Đợt vừa rồi là cũng có mấy vụ là có cái chị gì đó tự chị cũng vẽ rồng bị rắn, chị bán máy lô là công an nó chụp nó hốt liền các bạn. Cho nên Đà Nẵng mà lầm lạo mình nghĩ không bao giờ có. Đà Nẵng mà nói bạn sai lạo là rất khó đó các bạn. Cách đây 5 năm, 10 năm là các bạn sai sai nhà, sai sai gian, sai lạo là bữa nay mình nói bạn không bao giờ làm được đâu. Các bạn mà sai sao á là cơ quan chính quyền xuống là nó phạt, nó đập, nó tháo dỡ ngay lập tức liền. Bởi vì bây giờ anh nào không làm á là coi như là những anh nó phải bị kỷ luật. Từ ông chủ tịch phường cho đến ông bí thư xã, chủ tịch xã, rồi ông địa chính của phường của xã, quận đều dính hết. Cho nên Đà Nẵng làm rất là nghiêm các bạn. Nhờ như vậy mà nói các bạn là cái xây dựng của Đà Nẵng nó cơ bản là nề nếp, hạ tầng Đà Nẵng làm rất bài bản, rất nề nếp, cho nên là không có ông nào lơ tâm ở đó. Bởi nói các bạn đầu tư Đà Nẵng là đầu tư chắc thắng. Còn đầu tư ở khu vực nào thì mình nghĩ là các bạn phải có thời gian nghiên cứu thêm và đi thực địa. Rồi ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye, chào các bạn ạ. Chúc các bạn đi đầu tư thành công thắng lợi nhé. Bye bye, chào các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh chúng mình nha. Bye bye, chào các bạn.